Xong rồi đó mấy bạn,
Do là mình thường nấu cơm ăn cho ngoài một buổi luôn, cho buổi trưa với là buổi chiều tối luôn, cho nên là mình thường chia ra ba hộp như vậy cùng với hộp cơm. Thì mình có món thịt xào ăn buổi trưa và buổi tối, và món canh. Buổi trưa của mình sẽ bắt đầu lúc 12 giờ trưa, còn buổi tối của mình sẽ bắt đầu lúc thường là 4 giờ rưỡi 5 giờ chiều. Rồi, chương trình nấu nướng cùng với ông Nguyễn sẽ được phép kết thúc tại đây. Tạm biệt mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Have a nightmare.